Bây giờ chúng ta sẽ đọc cái dữ liệu từ mạng về nhé, cho nó mới một tí. Đọc cái dữ liệu từ mạng về thì bây giờ thầy sẽ có một cái để thầy xem cái GitHub của thầy nó có cái GitHub, nó có một cái GitHub có sẵn rồi thì phải. Để lấy một cái link GitHub đúng không? Ta sẽ đưa cái GitHub vào đấy. Thầy lấy cái link này đúng không? Là bộ đắc di sản có lẽ là cái này bộ đắc chấm di sản đấy. Chúng ta sẽ đọc cái dữ liệu này lên nhé, đọc cái dữ liệu này lên lên trang web, nghĩa là đọc dữ liệu từ internet về. Thế thì bây giờ ta làm như thế nào? Thì các bạn làm tương tự như vừa rồi. Chúng ta cũng tạo một cái bài, ví dụ như là index 75.html. Ra copy từ cái bài này sang canon A, canon C. À thôi, từ lấy từ bài 2 nhé. Canon A, canon C đưa sang đây. Canon V. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ phải sửa lại một tí cái chỗ này này. Bây giờ là chúng ta sẽ không có cái sản phẩm này nhá. Chúng ta không có cái sản phẩm này. Bây giờ ta phải sửa lại cái sản phẩm và ta đọc từ mạng về để chứ nhỉ. Như vậy cái thằng function này này thì bạn sẽ phải có lẽ là ta phải bỏ cái này đi. Function là từ đây đúng không? Ta bỏ cái này đi nhá. Bỏ này đi. Được chưa nhỉ? Đấy. Thế thì ở đây ta sẽ dùng một cái mảng đây này. Nhá. Một cái mảng như này. Trong này ta sẽ bố trí một cái nó gọi là $HTTP. Tức là để cho phép bạn thì đọc dữ liệu nhá. Và chúng ta sẽ thực hiện một cái function. Và bạn truyền vào đây chính là cái $HTTP. Nhá. HTTP và $HTTP. Rồi, thì cái đoạn này chính là cái đoạn chúng ta đọc dữ liệu này, ok chưa? Bây giờ ta sẽ khai báo va vm vẫn bằng zip như là bình thường nhé. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng này $HTTP đúng không? Chấm get đúng không? Thì ở trường hợp này các bạn sẽ lấy đúng cái link này nhé, lấy đúng cái link này, cái gì nhỉ? Copy cái link này, đúng không? Ta đọc cái link này thì chưa nhỉ? GitHub.com, ok chưa? Đọc xong thì ta chấm gen, đúng chưa nhỉ? Gen làm cái gì đấy, ok chưa? Thì chúng ta sẽ gọi đến một cái function, đúng không? Function, ok chưa? Và chúng ta truyền đây một cái error đúng không? Nếu như xảy ra lỗi thì ta truyền đây một cái error, à, response đã. Error sau. Report. Trả về cái kết quả gì? Đúng không? Đấy. Thế thì nó trả về cái kết quả là VM đúng không? Chấm gì đây? Product. Bởi vì chúng ta phải lấy đúng cái product này đúng chưa? Đúng chưa nhỉ? Tức là lấy về dạng list các sản phẩm, ok chưa? Thì sẽ bằng gì đây? Response. Chấm gì? Data. Nhá. Report cho data. Đấy. Nghĩa là chúng ta sẽ đọc cái response.data này, ta đẩy về cái vm.product, ok chưa? Sau đó này, chúng ta sẽ trả về một cái lỗi, đúng chưa nhỉ? Lỗi đến chỗ này là ở chỗ này đúng không? Thì chúng ta sẽ trả về một cái lỗi. Lỗi thì ta có này, là function. Là gì? E gì? Đó, error nhá.
được chưa nhỉ? Error. Thì chúng ta sẽ có console chấm gì gì error không, và chúng ta truyền đây là gì, có lỗi đọc dữ liệu, ok chưa? Và chúng ta nối với cái error, ok chưa? Và ta chấm phẩy nhá. Đến chỗ này thì cũng xong, phải chấm phẩy được chứ nhỉ? Thế bây giờ ta thử đưa 7 năm vào đây xem có đọc được không nhé. 7 năm này. Bây giờ đã ra rồi đây, đúng không? Đọc vào đây. Ok chưa? Thì đây chính là cách chúng ta đọc dữ liệu từ internet nhá. Đọc dữ liệu từ cái gì sang chuyển về. Như vậy nếu mà có phần server, đúng không? Bạn viết server bằng một cái gì đấy mà trả về một cái file gì sang thì ta có thể đọc được theo cách này nhá. Rồi, đó chưa? Thì đây là cách chúng ta đọc dữ liệu từ từ internet về nhé. Tất nhiên là cái cấu trúc nó phải giống nhé. Ở đây là cái cấu trúc của thầy là nó giống đây này thì mới làm được thế nhé. Cấu trúc này này. Cái cấu trúc này là nó phải giống nhé. Các bạn lấy cái cấu trúc này để phân tích định ra rồi nó giống nhau thì chúng ta mới làm thế được. Lúc này phải rộng. Thế nhỉ? Như vậy đâu đó thì đây chính là cái cơ chế để kết nối với front end và back end này, đúng không nhỉ? Back end sẽ trả về cái file này và front end sẽ đọc từ cái file này trước. Đây là cái đọc nhé. Đấy, chỗ này là nối đấy. Đoạn này là nối front end back end này. Đúng không? Đây chính là code API. Dễ nhỉ, đúng không? Ok.